Chào các bạn, nếu như mà các bạn đang sử dụng điện thoại iPhone và cũng gặp một cái phiền toái giống như mình thì video này mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta giải quyết cái phiền toái đó nha. Đó là khi mà mình vuốt cái thông báo xuống này thì các bạn có thể thấy là ngoài những cái thông báo của những cái ứng dụng mà chúng ta hay sử dụng, ví dụ như là báo mới, chúng ta đọc báo hay là YouTube hay là Facebook, thì chúng ta có rất nhiều những cái thông báo của những cái ứng dụng mà hầu như là chúng ta không sử dụng và hầu như là nó không có một cái ý nghĩa nào đó. Ví dụ như ở đây các bạn có thể thấy là những cái ứng dụng, ví dụ ứng dụng CapCut này mình sử dụng để chỉnh sửa những cái video này thì nó cũng gửi cả những thông báo cho mình, hay kể cả những cái ứng dụng mà dùng để chụp ảnh, ví dụ là B612 này hay là Zing M13 thì nó cũng sẽ gửi những cái thông báo rất là nhiều. Thậm chí là những cái tin quảng cáo của những cái ứng dụng ngân hàng, Agribank thì nó cũng quảng cáo đây, và rất nhiều những cái ứng dụng game và nó sẽ quảng cáo, và đôi khi là nó sẽ làm cho chúng ta bị hiểu nhầm về cái thông báo về một cái ứng dụng nào đó quan trọng. Thì đôi khi là chúng ta đang để điện thoại trong túi quần và khi mà chúng ta nghe một cái thông báo, chúng ta rút điện thoại ra chúng ta xem thì lại thông báo có một cái ứng dụng rất là vô nghĩa mà chúng ta không cần phải xem, và cũng như là chúng ta biết chắc là cái nội dung nó thì nó sẽ không đem lại một cái lợi ích gì cho chúng ta. Vậy thì video ngày nay mình sẽ hướng dẫn các bạn, chúng ta sẽ chặn tất cả những cái thông báo cũng như là những cái thông báo không cần thiết thì chúng ta có thể là cài đặt được, để chúng xem là những cái thông báo nào được phép hiển thị và những cái thông báo nào thì chúng ta có thể chặn và nó sẽ không hiển thị ở trên cái màn hình khóa, cũng như là không thể nào mà làm phiền chúng ta trong cái mục thông báo trên điện thoại iPhone nha. Rồi thì đầu tiên là các bạn sẽ truy cập vào cái ứng dụng cài đặt cho mình đây. Thì nếu mà các bạn muốn cài đặt riêng từng cái ứng dụng, ví dụ như là các bạn sẽ vào những cái ứng dụng mà nó hay gửi thông báo, tuy nhiên thì chúng ta không bao giờ sử dụng đến những cái thông báo đấy. Ví dụ như là ở đây cái ứng dụng B612 này là cái ứng dụng mình dùng để chụp ảnh, thì ở đây nó, các bạn vào cái phần thông báo này, các bạn có thể thấy là trong cái phần thông báo thì nó có cái chữ rất là to ở đây là cho phép thông báo, và cái mục này nó đang tích xanh như này thì nó cho phép chúng ta hiển thị cả ba cái kiểu luôn, là kiểu toàn màn hình này, kiểu trung tâm thông báo và biểu ngữ. Thì nếu mà các bạn không muốn nhận thông báo của cái ứng dụng này thì các bạn chỉ cần nhấn ở đây, ngay lập tức là tất cả những cái thông báo nó sẽ tắt đi. Đó. Rồi, như vậy là mình đã tắt toàn bộ cái thông báo của cái ứng dụng này. Tiếp theo thì mình sẽ tắt luôn cái ứng dụng thông báo của những cái ứng dụng khác nha. Đó. Thì các bạn có thể là sử dụng cái cách thủ công này, có nghĩa là chúng ta sẽ vào từng ứng dụng mà chúng ta không muốn nhận thông báo. Sau đó chúng ta sẽ vào cái phần thông báo ở đây và chúng ta sẽ tắt đi. Như vậy là cái ứng dụng này từ nay trở đi là nó sẽ không thể nào nó gửi cái thông báo cho chúng ta trên màn hình khóa của điện thoại iPhone. Và cái cách thứ hai là các bạn có thể vào cái phần là thông báo như này. Đó. Thì khi mà các bạn vào cái phần thông báo như này thì các bạn sẽ chọn cái phần là hiển thị bạn xem trước như này. Đó. Và nếu mà các bạn muốn tắt toàn bộ những cái thông báo và không cho một cái ứng dụng nào thông báo ở trên ngoài màn hình khóa thì các bạn sẽ chọn vào cái phần là không đây cho mình. Hoặc là khi mà các bạn chọn vào cái phần là khi được mở khóa, có nghĩa là khi mà điện thoại các bạn mở khóa thì cái thông báo nó phải hiển thị, còn khi điện thoại chúng ta đang khóa màn hình thì người ngoài khi cầm vào máy chúng ta sẽ không thể nào mà xem được những cái thông báo đó của chúng ta là gì. Có nghĩa là điện thoại chúng ta vẫn sẽ có những cái thông báo, tuy nhiên thì nó sẽ không hiển thị cái nội dung cụ thể, mà khi nào các bạn mở máy điện thoại ra thì nó mới hiển thị những cái nội dung thông báo nha. Đó, thì các bạn có thể để là khi được mở máy hoặc là không như này thì toàn bộ những cái thông báo nó sẽ không bao giờ hiển thị ở trên màn hình khóa của các bạn luôn. Rồi. Đó, các bạn có thể tắt luôn cái phần là cho phép thông báo này. Thì như vậy là điện thoại chúng ta nó sẽ không phải thông báo với những cái làm phiền nha. Tuy nhiên là cái này các bạn nên bật lên, bởi vì những cái ứng dụng quan trọng ví dụ như là Facebook hay là những cái ứng dụng tin nhắn ngân hàng thì các bạn vẫn cần phải nhận thông báo. Rồi, và trên đây là mình đã hướng dẫn các bạn chúng ta chặn được những cái thông báo không cần thiết của những cái ứng dụng mà chúng ta không bao giờ sử dụng. Và video của mình thì xin kết thúc ở đây. Nếu mà các bạn thấy video của mình hay thì hãy nhấn cho mình một like, đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và mình hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Chào các bạn.